Chào các bác, hôm nay làm thịt em này. Em mini. Mini mà cái đợt mà có rũ ra để trên cái nền đợt đỏ ấy, thì cũng lâu lâu rồi, chắc cũng độ 2 năm rồi. Đấy. Giờ mới được có mỗi bằng tí này. Làm hàng to to cục cục hết rồi. Giờ chuyển sang em này. Đấy, em này các bác nhìn thấy nó dễ ra khiếp không? Để lên cái hứng nước này, chỉ để xâm xấp dưới này thì ít thôi bác nhé, đừng để cao quá lại ướt quá, đất ướt quá. Đấy thì cây xanh cây si để hoặc bất kỳ cây gì bonsai rất là tốt. Đấy, mình thậm chí mình không cần tưới, tự nó hút lên. Đấy thì một cây trực cũng khá là u cục. Cây này thì mua ngoài chợ đợt mua của anh Công, đâu đấy triệu hai sao, triệu hai không có chậu. Chậu này là mua của anh Dũng ấy, cô Park 350, hình như không biết nhớ có nhầm không, 350. Đấy thì về cắt cụt cái cây này trồng vào đây. Đấy, thì cây này cũng lười chăm, thực tế là bỏ bê nó mới chậm này, chứ không thì cũng chẳng có bón cái gì, không cũng nhanh đấy. Bây giờ sờ đến vậy, hết cây thì sờ đến vậy, nó cũng là một cây đẹp các bác, cắt ra đã các bác nhé, các bác xem đáng yêu. Thằng một người cầm tay này, đợt này làm là tổng vệ sinh rồi, vườn luôn. Nhà nào đợt này mà bác nào mà vườn mà nhiều cây là cây chắc chắn sẽ đẹp đi, còn ít cây thì chưa chắc, còn ít cây thì hên xui, đừng bị động vào nhiều quá, ở nhà suốt lên ngó vào trông hay hỏng cây lắm. Ai cũng hiểu là phải kiên trì, nhưng có mấy ai kiên trì được đâu. Đấy. Nhất là cây lại gần người đó, mà không có vườn ấy thì dễ thành bại tại tay lắm. Dễ là vừa bò khu khiếp thôi. Mặt chính đây, vỏ này đi, vỏ này làm gì? Giả dích quá.
Cục bim bim. Cục bim bim. Chẳng dùng được cái nào, cắt đi hết. Đó, hết đi cho nó đỡ bẩn. Đấy, thì nuôi to, sau nó có vách đây thì dùng, không dùng thì thôi. Cơ bản là không dùng vì thường cái cốt đặc như này này. Cái trực cốt đặc mà nó khá là u cục như này thì ta cũng không cần lấy vách làm gì cả. Còn xanh quên lấy vách thì dễ lắm, nhanh lắm. Cứ hơi ẩm nó phi xuống thôi. Đấy. Thế thôi. Vui vui, giá một cái cốt này to to thì hạ được một phát nữa. Lúc này thì vậy. Nó đang lớn. Chân bệ cái này đẹp lắm các bạn, nhìn cái này thôi đẹp lắm, để tôi mới thử ra các bác xem. Miên man luôn. Nhiều rễ quá. Đấy, nhìn các bác nhìn nó lộ cổ như này là biết này. Đấy, miên man luôn đấy. Miên man. Đấy, các bác ạ. Mặt chính ta chơi như này. Hai tay một ngọn thôi. Cái này là ngọn. Trong cái ngọn này thì tổng thể có những cái nhánh phi ở phía sau, phi ra phía che chỗ trống đây và chỗ trước đây, phi sang bên. Nhưng mà tổng thể nó là chỉ là một cái ngọn thôi. Ở đây cũng vậy, tổng thể là một chi nhưng mà vẫn phải đẩy sang xung quanh. Mà muốn đẩy được sang xung quanh thì phải nuôi to. Nuôi to xong lại cắt giật. Đấy, cắt giật thì nó mới, những cái tay sau nó mới đủ lực để nó to được, để nó đầy được cái mảng này. Cái này cũng vậy, đầy mảng này. Và cái này đầy cái nắm quả phúc trên này. Đấy, sau rồi lấy cái cạp cạp bớt chỗ này đi. Cạp bớt cái đầu này đi. Thế thôi, chứ cái này đục thì bây giờ đục, lùa đục con này hết cả gốc lên. Nó béo mà. Đấy. Cây này thì có vậy thôi các bạn, chẳng có gì đặc sắc hơn. Đi trên xuống cho bác xem. Đấy, đi đâu á? Đây này, nhìn này. Các bác xem lại cái video ngày xưa tôi trồng cây này này. Bệ việc nó mới dã man. Trải xòe đây này. Không đơn giản thế này đâu. Nó gửi ở dưới thôi. Rồi, cảm ơn các bác nha.